đã đến tới kênh Vua Khỉ miền Tây nha. Hôm nay thì mình đi cưa với ba mình ở Trà Vinh, cưa một cái cây sao cây dầu rất là bự nha. Người ta đo là 300 hoành á, tính với gốc nha mọi người, 320 anh mới nói. Đây, ba mình đang đẻo gốc đây nè với anh mình. Rồi để coi ba mình hái cái cây này như thế nào nha mọi người. Đây, kế bên thì nó có một cái cây cũng khá là to nè. Bây giờ ba mình sẽ leo lên cây nhỏ chứ. Hiện tại thì giờ là cái chiều nha mọi người, nên khá là tối. Bây giờ thì anh mình đang cột cái máy đang cho ba mình kéo lên mé nhánh nha mọi người. Mặc dù ở đây là cái đồng trống nhưng mà ba mình không có hạ nguyên cây là sợ hạ nguyên cây xuống là nó sẽ xé cái thân chủ nha mọi người, xé cái thân lớn á. Người ta không có cưa gỗ, cưa đòn tay đâu được. Đây, mé bớt đi rồi mấy hạ nguyên gốc nha mọi người. Đang kéo máy lên đây. Cây này thì không cần chặn nha, chặn nhánh xuống như mấy cây khác nha mọi người. Tại vì ngoài đây là nguyên một cái đồng trống nè. Gần cắt rớt xuống thôi. Đây, những mặt cưa đầu tiên này. Nhánh lớn luôn nè. Wow. Hái thêm một nhánh to nữa nha. Thank you.
qua. Chèo lên nhánh trên. Nát bét cái lùng mọi người ơi. Đó lại là cú méo vò quyền thoại của ba mình nha. Chết to luôn. Cái nhánh đó có thể là bằng một cái cây nhỏ nha mọi người. Quá trời bụi rồi. Quá đẹp luôn nha. Đây nọ cộng dây thôi mà giác là thấy mắc mệt rồi nha mọi người. Đây thì mình đi vô góc thử rồi. Mấy cái nhánh nãy cắt xuống nó gãy ra hết này không mà. Này đang kéo nhiều lên. Giờ ba mình quyết định là đổ nguyên gốc xuống luôn nha, không hạ nhánh, không cắt nhánh nữa nha. Nếu như mà nãy hạ nguyên cây là ngay cái chỗ này nè, nó rớt xuống ngay mặt đất á, là nó sẽ tét vô ngay cái thân bự của nó luôn, là người ta không có xài dán xài này kia được nha. Bị che ngay cái nhánh cây, cái cây nhỏ không thấy. Đây qua đây đã thấy được ba mình nè. Nãy mình đứng bên kia thì nó bị khuất cái nhánh cây, nó cột xong rồi đó. Giờ bạn đang leo xuống. Giờ chúng mình đang bắt đầu leo xuống này. Cũng nhờ có cái cây nhỏ đó mà ba mình đỡ mệt hơn nha. Leo cái thân bự đó rất là mệt luôn. Đây giờ ba đang leo dây xuống nè. Đó.
cái ngón giò cũng như cái bàn tay nha mọi người, kẹp đâu là dính đó nha. Nè cũng giống như hồi nãy mình nói nè, nếu mà không cắt mấy cái nhánh này xuống ngay trong cái thân bự á, là có thể nó gớt xuống là nó tét như vậy nè mọi người, không có thể xài được cái thân bự này nha. Nó tét như vậy đó. Ủa ba, vậy là hai cây này là mình ngã mỗi lần một cây hay là sao ba? Mỗi hai cây luôn, ngã luôn. Đây, nó ngã có hai cây luôn á. Đây. Hai cây luôn. Cái gì hai mái. Vậy là ba mình nói là sẽ hạ mở miệng hai cây rồi hạ cho nó kéo một lượt luôn nha mọi người. Kéo cây lớn là nó gài vô, nó chặt cây nhỏ xuống luôn. Đây. Mở miệng ngã hai cây một lượt luôn nha mọi người. Bây giờ dùng tới cái máy lớn nè, cắt. Ba mình ra hiệu cho lấy cái nón nè mọi người, cái mà che mặt thôi á. Quay có rung lắc mọi người thông cảm nha. Tại quay cái nghề này là chạy đi tùm lum la hết, nhánh cây đồ nữa.
không được để sai sót trong đó nha. Xu hướng hơi nghiêng ra ngoài đường nha mọi người, hơi là nguy, khá là nguy hiểm nha. Nè nó đang nó hở cái miệng hơi bị lớn này nha mọi người, gió khá là to nên nguy hiểm nha. Nó hơi nghiêng bởi vậy thì giờ không dám cắt nữa, giờ phải thục nó ra. Ê giờ nó ra rồi đây. Quá nó bị dướng một miếng này nè. Bây giờ cắt cái cây nhỏ trước nha.
cắt chừa lại chứ không có cắt hết nha mọi người. Cắt chừa lại một miếng thịt trong ở trong. Bên đây cũng vậy nha. Đây cái chiếc máy cày nó kéo nè. Đây. Nè nè nè. Nếu mà không có
không có cắt mấy nhánh bự là nó xé gì vậy nha mọi người. Đây, cái bờ tường vẫn còn nguyên vẹn nha mọi người, không sao hết. Chỉ có cái đường dây chì này nó bị gịch xuống thôi nha. Thì ba mình cưa thì vẫn có một chút thiệt hại, nhưng mà phần trăm nó rất ít nha mọi người. Thiệt hại thì rất là ít nha. Đây, nói chung là cũng an toàn nha mọi người. Giờ mình nói chuyện mà cảm thấy còn hơi run luôn á. Đây, cảm giác đốn xong cây này như thế nào ạ? Có hồi hộp gì không? Cũng quen, nói chung là đó giờ nó đúng cây kinh xí nghiệp ba son lớn hơn cây này mà. Thì hồi nãy con có lời đặng quay cho khán giả coi là nó bái cái hàng rào á, nó có bị tuôn cái đường dây chì gai đó nha mọi người. Nặng quá mà nó nặng. Nó cái này làm đúng theo phải đưa tay lên mới cả hai kéo chưa cho mấy ống thở mấy cái trước cho nên nó bị rút buộc một mớ. Dạ. Giờ coi nè. Xuống có mấy cục lên à, cũng như là cái này là đúng theo á. Nó còn nhiều lắm, nó còn cái gan nữa mấy đứt mà chưa chân mấy cày kéo rồi bên đây bọc qua nè. Đúng theo phải chừa là nhiêu đây là hạt kéo. Theo hiểu không? Bên đây dịnh một miếng và bên đây phải nó tương đương vậy á, là bắt đầu thôi kéo là một lượt là nó mới đi ngay, chứ chưa cho kéo sớm là nó còn bên đây nhiều là bắt buộc nó dịu qua đây liền. Thôi nói chung vậy là cũng quý rồi. Dạ. Yeah. Cái hàng rào của nó trên cái nắp nó, mấy cái rào gì dây kẽm đó thì cánh gai đó nó hơi sụ sụ chút xíu rồi cái để trong nhà nó ghép lên rồi sao cái đó mấy cái nhánh nhỏ nữa. Đây là thiệt hại rất là nhỏ chứ không có lớn lao gì nha mọi người, nên không sao hết, nói chung là an toàn. Bây giờ còn cắt cái khúc này nữa là xong. Chào mọi người nha. Đây giờ thì đang cắt nhỏ nha mọi người. Ba mình thì chỉ phụ trách cắt mấy nhánh lớn lớn như cái này đây nha mọi người. Còn mấy cái nhỏ là có một băng ở trà Vinh cưa nha mọi người.
bún cái gầy gầy quá mọi trên đọt nữa là xong nha mọi người. Đây hai chú này là hai chú mua cây nha, cây nấu xanh thì không phải. Mười bốn mét chắc cái đây thúc này 14 mét nha mọi người, còn đi dài lên thúc cánh đó nữa. Đây cái cây khá lớn nên phải lấy cái mũ đội vô nên không cho không có bụi nha. Cái này thì của một anh kênh Thánh Cờ Vlog á mọi người, tặng cho ba mình đó.
làm nữa. Rồi lấy ra được rồi nha. Rồi hoàn thành. Mình xin kết thúc video tại đây luôn nha mọi người. Đây là coi cái góc cái đường kính góc có bao nhiêu nha. Chà, muốn ngang khỏi muốn khỏi đầu mình ba mình luôn nè. Quá rồi. Đó ngang có thể là ngang tay ngang lỗ tay ba mình luôn nha. Đó. Muốn còn dưới đây nữa nè. Còn lúc này nữa nè. Vậy là cái đường kính này khoảng một thước tư hả? Vậy ba mình có một mét ma năm mấy hả mọi người? Ủa, vậy là tới đây hả? Ừ. Vậy là mập mà một mét rưỡi cho lên rồi. Một mét rưỡi rồi. Tại vì nó còn ở dưới đó nữa nha. Cái này mà hết một miếng vậy là mặt bằng tròn đẹp lắm. Rồi vậy chào quý vị nha. Cái ngưỡng mộ du khỉ đó, nào giờ đó xin thành chân thành cảm ơn.